đã có hàng này rồi nhưng mà chưa có cái cây này. Chúng ta bỏ quên cái này ở nhà, hoặc là chúng ta không có. Thì cái đầu tiên của mình nó đối với bóng bạc này nha các bạn. Bóng bạc này thì cái dụng cụ quan trọng nhất của chúng ta là gì? Thì các bạn nghĩ rằng là cái đầu bơm đúng không? Đúng không các bạn? Đúng. Thì cái dụng cụ quan trọng nhất của mình cũng là cái đầu bơm. Không có ống bơm thì chúng ta không bơm được. Thì ngoài cái ống bơm tay này ra thì để bơm một cách nhanh nhất chỉ cái sản phẩm này thì chúng ta bơm bằng con cốc các bạn, con cốc đạp thì nó sẽ nhanh nhất. Còn ống bơm tay này chúng ta bơm là để chữa cháy thôi. Đó. Nhưng mà nó rất là tiện lợi nha các bạn. Cái bóng này, cái cây bơm tay này nè, nó sẽ rất hữu ích trong cái việc mà buôn bán cái việc con bóng lồng á, bóng bạc lồng á, lồng ở con này con kia bên trong các bạn. Thì các bạn có thể tìm hiểu những video trước của mình có hướng dẫn đó. Cái thứ hai là cái gì các bạn? Là cây này nè. Cái cây này cũng rất quan trọng nha các bạn. Đối với những anh chị và những cô chú bác bán ngoài thị trường mà bán bay thì mình không nói rồi. Thì những cái sản phẩm này mình chỉ có bơm bay mình buộc dây vô cho nó bay lên thì mình chỉ bán thôi. Những cái cây này nè. Những bóng bạc về mà quên nhận cung cấp đồ chơi cho em á, cung cấp đồ chơi cho em mà không có cây này nè. Hiện tại bây giờ các bạn đã có hàng này rồi nhưng mà chưa có cây này thì các bạn sẽ không bao giờ bán được cái hàng này. Bởi này cũng rất là quan trọng trong dụng cụ buôn bán hàng bóng bạc. Thì nếu cây này thiếu á, thì các bạn có thể xem là những cái video trước của mình. Những video trước mình có hướng dẫn các bạn cách chế cái cây này nè. Đó, cách chế cây này làm sao để cho bán được cái sản phẩm này tốt đẹp nhất. Rồi ok các bạn nha. Tiếp theo nữa, cái sản phẩm tiếp theo nữa cũng rất là quan trọng. Đó là gì các bạn? Đó là cái sản phẩm này nè các bạn. Các bạn biết cái này là gì không? Dây thun, thun khoanh. Đó, thun khoanh nha các bạn. Cái dây thun này cũng rất là quan trọng. Tại vì sao? Đây các bạn. Thun này nè. Để anh chị chứ cái sản phẩm này rất là, cái dây thun này rất là quan trọng nha. Rất quan trọng các bạn, tại vì khi nó những cái lặt vặt nhỏ nhỏ nè, chúng ta mau quên nó, ship rồi chúng ta bỏ quên ở nhà hoặc là có thể là chúng ta không nhớ gì cái sản phẩm hay luôn thì nó sẽ trở thành cái sự rất là khó khăn trong việc buôn bán chúng ta ngay cái mùa Tết. Đó nên các bạn phải lưu ý. Thì những cái sản phẩm này nè, đặc biệt là dây thun này thì mình lưu ý cho các bạn, mình khuyên là các bạn mua bịch như thế này nè. Bịch này thì cũng không có bao nhiêu tiền đâu các bạn. Các bạn có vào những tiệm cửa hàng tạp hóa các bạn hỏi nửa ký thì nó không bao nhiêu tiền đâu. Rồi các bạn chiết ra có thể như là chiết ra một nắm gì nè. Ví dụ như cái sản phẩm của các bạn á, các bạn bán về hàng bạc nhiều thì các bạn chiết ra để một cái bọc cho mình nhiều. Khi các bạn soạn hàng thì các bạn hãy để cái sản phẩm này vô trong cái hai cái hàng, trong cái bọc, trong cái những cái dụng cụ buôn bán các bạn trước đi, rồi khi đó các bạn đem ra, hoặc là các bạn có thể lấy như thế này bỏ vô cái bọc rồi các bạn bỏ một cốp xe để trừ hao. Là sản phẩm là bóng lồng các bạn. Bóng lồng trái tim bên trong á, còn có những sản phẩm khác ví dụ như lồng con Hello Kitty nè, lồng con Agibus, rồi lồng con Doraemon, rồi nói chung là lồng nhiều lắm. Thì các bạn bắt gặp những cái lồng này á thì bắt buộc các bạn, nếu như các bạn có được ống bông tay này thì dễ rồi. Ống bông tay này thì các bạn chỉ để cái lồng này nè, cái lồng này vô trong cái khe này nè, thì các bạn bơm lên thì cái lồng bên trong nó sẽ lên thôi, nó rất là nhanh. Nhưng cái lưu ý của mình á là khi các bạn không có cái ống bơm tay này nè thì các bạn làm sao để làm cái lồng này lên được? Các bạn nghĩ rằng các bạn không thổi được, nhưng mà nó có cách các bạn. Thì các bạn lưu ý cho mình, khi mà chúng ta bỏ quên cái này ở nhà hoặc là chúng ta không có cái ống bơm này đem theo á thì chúng ta phải đi kiếm một ống hút cho mình nha. Ống hút đó là ống hút bằng hút nó bán bằng nước mía hay là ống hút nước ngọt rồi các bạn, ống hút nhỏ thì nó cũng phản cái ống cỡ này nè các bạn. Nhưng mà bạn kiếm cái ống cứng như mình tí, rồi các bạn cũng sọt vô đây nè, các bạn sọt vô đây, các bạn cũng sọt vô cái lỗ như này nha các bạn. Đó, các bạn cứ sọt vô cái lỗ như thế này, các bạn sọt sâu vô bên trong luôn các bạn. Nhưng mà khi á, mới á, thì các bạn sọt này thì ống nó sẽ cứng. Nhưng mà để các bạn sọt nhanh nhất á, thì các bạn có nghĩa đưa cái miệng của mình vô đây thổi nè, thổi cho cái hơi nó căng lên các bạn. Thì các bạn thổi lên,